nhân tộc chấn thủ sứ bạch câu dịch thệ đại tần chấn ma ti. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, thẩm huynh, ừ, thẩm trường thanh đi ở trên đường, có gặp phải người quen, bên này với bên kia đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, mỗi người trên khuôn mặt đều không có dư thừa biểu tình, phảng phất đối với cái gì cũng rất là đạm mạc. Đối với cái này, thẩm trường thanh mình là tập mãi thành thói quen bởi vì nơi này là trấn ma ti, chính là giữ gìn đại tần ổn định một cái cơ cấu, chức trách chủ yếu liền là chém giết yêu ma quái dị, đương nhiên cũng có một ít cái khác nghề phụ. Có thể nói, trấn ma ti bên trong, mỗi một người vào tay đều lây dính rất nhiều máu tươi. Làm một người nhìn quen sinh tử, như vậy đối với rất nhiều sự việc, đều sẽ thay đổi nhân tộc chấn thủ sứ bạch câu dịch thệ thập tam thái bảo hoành luyện công. Nghe chọn bộ tại mê audio com Tên họ, thẩm trường thanh thế lực Đại tần chấn ma ti thân phận Thực tập trừ ma sứ võ học Thập tam thái bảo hoành luyện công tầng thứ ba Không thể tăng lên, giết chóc Nhân tộc chấn thủ sứ bạch câu dịch thể quái dị cầu cất giữ cầu phiếu Nghe chọn bộ tại mê audio com Chấn ma ti rất lớn chấn ma ngục cứ việc chỉ là chấn ma ti một bộ phân nhưng không có chút nào nhỏ nói thật xem như chấn áp phong ấn yêu ma quái dị địa phương tại chấn ma ti bên trong tính là trọng địa cũng không khả năng nhỏ đến nơi nào đi từ bên ngoài đến xem chấn ma ngục nhìn lên tới giống như là cổ xưa thành trì tường vây chính là màu xanh gạch đá đắp toàn bộ phía trên có loang lổ vết máu tràn đầy huyết tinh sơ xác tiêu điều cùng cổ xưa một cái hình chữ nhật lỗ hổng, tồn tại ở tường vây phía dưới, hai tôn sư tử đá chấn áp trái phải. Thẩm trường thanh minh bạch, cái lỗ thủng đó, kỳ thật liền là chấn ma ngục lối vào. Toàn bộ chấn ma ngục cũng chỉ có một cái cửa ra vào. Nếu nhìn từ bên ngoài, chấn ma ngục cửa ra vào, giống như không có trọng binh canh gác, không nhìn ra giam giữ trọng địa nghiêm cẩn. Trên thực tế, chấn ma ngục cũng không cần có quá nhiều binh lực canh gác. Rất đơn giản, bởi vì chấn ma ngục tồn tại ở chấn ma ti, mà chấn ma ti bản thân chính là một cái không thể phá vỡ lồng giam. Phía trước có trừ ma sứ, sau có chấn thủ sứ. Hễ có bất kỳ yêu ma quái dị từ chấn ma ngục bên trong đi ra, một giây sau liền sẽ bị chấn ma ti bên trong cường giả phát giác là tuyệt đối không có lý do còn sống rời đi chấn ma ti. Những thứ này sự tình. Thẩm trường thanh cũng là tin đồn bất quá tại hắn có lẽ, chuyện này là rất lớn căn cứ. Nếu không, chấn ma ngục cũng không sẽ cửa ra vào chỗ, sẽ không có bất kỳ một người nào cường giả chấn thủ. Tại chỗ đứng thẳng vài giây đồng hồ, thẩm trường thanh hít sâu một cái, cất bước hướng chấn ma ngục bên trong đi qua vậy mà chỉ là vừa mới vượt qua sư tử đá thì có nồng đậm đến đáng sợ trình độ huyết tinh đập vào mặt mà tới để hắn đều suýt nữa ngạt thở thậm chí cả người tại máu tanh trùng kích bên dưới đều rơi vào hầm băng ở giữa may mắn là tại huyết tinh trùng kích thời điểm thẩm trường thanh thân thể bên trong thì có cường đại khí huyết dâng lên đem cái kia cỗ huyết tinh hàn ý tách ra thập tam thái bảo hoành luyện công cước bộ hơi ngừng lại thẩm trường thanh tiếp tục đi về phía trước nhân tộc chấn thủ sứ bạch câu dịch thể yêu ma thân thể tàn phế nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tầng thứ hai phần dưới cùng là một cái nhà tù nhưng cùng cái khác nhà tù bất đồng là nơi đây nhà tù giam giữ không là quái dị mà là một cánh tay một đầu mọc đầy màu xanh đen lân giáp không giống tay người cánh tay cánh tay bị xích sắt xuyên qua trấn áp tại phòng giam chỗ sâu nhất đứng tại trước mặt nhà tù. Thẩm trường thanh sắc mặt ngưng trọng. Tại hắn ánh mắt bên trong, có thể thấy rõ ràng, cái kia bị tỏa liên xuyên qua cánh tay, huyết nhục vẫn như cũ đang không ngừng đập, thật giống như là vẫn còn sống sinh linh đồng dạng. Đồng thời, hắn hồi tưởng lại mình thấy được tin tức, tên họ, không biết cấp bậc, đề dài yêu ma giải thích rõ, nhân tộc chấn thủ sứ bạch câu dịch thể đánh vỡ cực hạn, chân khí tự sinh. Nghe chọn bộ tại mê audio com Thập tam thái bảo hoành luyện công, hết thầy phân làm 13 tầng, không ít chính thức trừ ma sứ, đều sẽ đem môn võ học này đạt đến viên mãn cảnh giới. Ta hiện tại cùng chính thức trừ ma sứ so sánh, vẫn có tranh lệch không nhỏ, cứ việc bản thân đột phá, nhưng thẩm trường thanh cũng không dám kiêu ngạo tự mãn. Sáu tầng thập tam thái bảo hoành luyện công, chỉ có thể là tại tập sự trừ ma sứ trước mặt hiện lên một tí